tối trong ngày khai mạc Super Cup 2022. Lúc này thì tổ trọng tài cùng với đội hình xuất phát của hai đội đang làm những thủ tục đầu tiên để bước vào hiệp 1 của trận đấu chiều nay. Với Làng Điền họ ra sân. Trong trận đấu này gồm có thủ thành mang áo số 1 Lê Dương, các cầu thủ số 26 Lê Văn Tiến, số 10 Lê Chiến, số 14 Lê Dũng. Và hiệp 1 trận đấu giữa Làng Điền và Nha Khoa Bảo Hân đã bắt đầu. Cú đá đầu tiên ở trận đấu này. Quấn tay. Cú đá từ xa của Lê Tiến. Cú đá tốt. Cú đá phạt cố định. Trả bóng về tuyến đây. Quy dụng. Quấn tay. Đưa chọc khe của Quấn tay. Có không vào. Văn Hân khoảng trống dành cho Văn Hân. 1-0 cho Nha Khoa Bảo Hân. Pha phản công ở tốc độ cao và Nha Khoa Bảo Hân đã đánh bại được hàng phòng ngự bên phía Làng Điền trong tình huống vừa rồi. Khoảng trống là rất lớn và nó đã bị Văn Hân. Quả bóng rất tốt của Lê Chiến. Đưa chuyền hay. Lê Chiến rất nguy hiểm. Goal! Không được. Williams. Cú đá rất có lực. Lê Dũng, không phải đó là Lê Mạnh. Xuất điểm. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Nha Khoa Bảo Hân, với bàn thắng được ghi do công của tiền đạo Văn Hân, xuất phát từ một tình huống phản công rất nhanh của cơ hội. Không được. Đánh nhau nguy hiểm. Không được. Xin chút nữa đã có bàn thắng Quân Bình và Văn Hân. Quân Tây không được. Tuấn Cóc và Tô Tiến là những người đã được vào sân hiệp 2 này bên phía các thủ. Quy hiểm. Tỷ số đã được Quân Bình mở đều. Pha lập công của Lê Dũng. Những nỗ lực bên phía Làng Điền ở hiệp 2 đã được đền đáp. Tỷ số bây giờ là 1-0. Dứt điểm. Nguy hiểm. Bóng đá đập trúng vào cầu dọc. Lưới thì đã sung lên. Vấn đề là quyết định của trọng tài. Chúng ta chờ đợi quyết định của trọng tài chính. Bóng thì đã đi vào lưới. Nhưng phải chăng, có chăng sẽ là tình huống phạm lỗi đến từ phía các cầu thủ Nha Khoa Bảo Hân. Bây giờ sẽ là thời cơ để cho Làng Điền. Rất nhịp đăng. Lê Dũng. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổ hồi còi kết thúc trận đấu giữa Nha Khoa Bảo Hân và Làng Điền. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 về phía Nha Khoa Bảo Hân. Chúng ta đang nhìn thấy niềm vui của đội bóng này khi họ đã có 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu cuối cùng. Các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu của chúng tôi cũng sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút để đến với trận đấu thứ 3.